Sau đây thì tôi xin trình bày về chủ đề sử dụng màng phủ nông nghiệp trong sản xuất dưa hấu. Thì ngày nay thì chắc là bà con trồng dưa hấu rất là quen thuộc rồi. Bởi vì nếu mà không có màng phủ thì chắc là bà con không có trồng được dưa hấu trong mùa nghịch. Cái điều đó là hiển nhiên. Thì ở đây chúng ta thấy là đây là những cái ruộng mà chuyên sản xuất dưa hấu để màng phủ. Thì màng phủ nông nghiệp á, là cái vật liệu xem như là không thể thiếu được trong sản xuất dưa hấu. Khi mà sử dụng màng phủ thì có thể khắc phục được một phần yếu tố bất lợi của cái môi trường canh tác, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người trồng dưa. Chính cái màng phủ đã giúp cho bà con mình là có thể trồng dưa được quanh năm. Thì về cái cách mà sử dụng màng phủ đó, thì trên cái hình này thì bà con mình thấy là cái ảnh bên tay trái đó, có cái gạt kéo đó, thì trồng dưa hấu theo cái kiểu truyền thống, không sử dụng màng phủ. Mà bây giờ chắc cũng hết rồi, hình này chụp cũng lâu lắm rồi. Còn những cái hình kế bên đó thì sử dụng màng phủ mà theo cái kiểu truyền thống, có nghĩa là lâu rồi. Bởi vì màng phủ mà sử dụng trên cây dưa hấu thì tôi là người đầu tiên nghiên cứu về màng phủ nông nghiệp cách nay đúng 30 năm ở Thái Lan. Khi về nước thì tiếp tục nghiên cứu, và lần đầu tiên mà cây dưa hấu sử dụng màng phủ được trồng ở trong vụ thu đông, thu hoạch Noel tại Tiền Giang, cách nay là 27 năm rồi đó. Thì màng phủ sử dụng lần đầu đó, mình sử dụng là lúc đó thì màng phủ chưa có nhiều, chỉ có một công ty sản xuất thôi. Có nghĩa là cái nghiên cứu của tôi ở Thái Lan đã thành công trên cây dưa leo, sử dụng màng phủ có hiệu quả là cao hơn, là gấp 2 lần về cái năng suất trong mùa nghịch đó, trên cây dưa leo thôi. Nhưng mà về Việt Nam thì chúng tôi tiếp tục là nghiên cứu qua nhiều loại cây trồng, và đặc biệt là trên những cái loại đất khác nhau. Bởi vì nghiên cứu ở Thái Lan thì lúc đó là trên cái vùng đất mà cao chuyên rẫy, sử dụng màng phủ thì rất là thuận lợi. Nhưng mà khi về Việt Nam mình thì ở đồng bằng sông Cửu Long thì hầu hết là sản xuất diện tích canh tác lớn là ở trên lưng canh với lúa. Cái điều kiện nó hoàn toàn nó khác. Do vậy thì phải có những cái nghiên cứu. Nói chung thì cũng có nhiều thất bại lắm đó, bởi vì mình cũng không biết là từng loại đất thì điều kiện đất nó khác nhau nè. Rồi biện pháp tưới nó cũng khác nhau, rồi mùa vụ khác nhau có ảnh hưởng. Bởi vì để màng phủ thì nó nóng quá mà tăng nhiệt độ, thì như vậy cây sinh trưởng như thế nào thì chúng tôi cũng nghiên cứu rất là nhiều, hầu hết các loại rau. Và cho đến nay thì có thể khẳng định được là cái màng phủ đó nó phù hợp cho hầu hết các loại rau ăn trái có thời gian sinh trưởng dài, thu hoạch nhiều lần, hoặc là thu hoạch một lần. Thí dụ như dưa hấu là thu một lần thôi đó, nhưng mà thời gian nó lâu, thân lá nó xung xuê, thì loại đất nào cũng trồng phù hợp hết đó. Riêng đối với các loại rau ăn lá đó, thời gian sinh trưởng ngắn, thân lá nó nhỏ bé, nó nằm sát ở trên bề mặt màng phủ. Thì ở những cái vùng khí hậu lạnh, thí dụ như Lâm Đồng, thì các loại rau cải, xà lách cũng trồng trên màng phủ rất là thuận lợi. Nhưng riêng ở những cái vùng mà khí hậu nóng, thí dụ như miền Trung nè, hoặc là đồng bằng sông Cửu Long, nhiệt độ cao lắm, thành ra những cái loại rau mà ăn lá ngắn ngắn nó nằm trên bề mặt màng phủ là không phù hợp. Còn đối với cây dưa thì nguồn gốc là vùng nhiệt đới rồi, chịu được nhiệt độ rất là cao, trong cái điều kiện mà nóng thì điều kiện thời tiết đó là thích hợp, do là đúng cái nguồn gốc xuất xứ của nó. Khi mình có đẩy màng phủ thì cũng có tăng thêm nhiệt độ, nhưng mà nó không ngoài cái giới hạn cho phép, thành ra cây sinh trưởng vẫn ổn định. Tuy nhiên là tùy theo cái mùa vụ mà mình có cái biện pháp kỹ thuật canh tác có thay đổi cho phù hợp đó, thì trên cây dưa hấu nói chung là bây giờ thì chắc là tuyệt vời rồi. Ai trồng dưa cũng đẩy màng phủ. Thí dụ như đồng bằng sông Cửu Long đó, một số hộ còn khó khăn, không có điều kiện để mà mua tiền mặt màng phủ, thì cũng có thể là mua nợ, tức là mua đại lý đó, lấy màng phủ về trồng trước đến cuối vụ thì trả tiền
có một chút xíu gì đó lãi suất để mà cho đại lý, thì cũng có thể là có màng phủ trước để mà trồng dưa, còn mà không có màng phủ là không trồng, khẳng định luôn, không màng phủ là không trồng. Thì những cái năm đầu đó khi mà sử dụng màng phủ thì công ty sản xuất cái màng phủ chỉ có khổ 1 mét thôi, rồi từ từ tăng lên là cái khổ là 1m2. Đó sau 5-7 năm, rồi từ từ đó cả chục năm sau đó thì màng phủ mới có tới 1 thước 4 và 1 thước 6. Thì chính vì vậy thì những cái vùng mà trồng ở nông thôn tương đối là sâu đó, thì cái kiểu truyền thống là trồng dưa thì cái liếp nó rộng mà 4-6 mét, thì cái mặt liếp thì rất là nhỏ, thành ra bà con duy trì theo cái kiểu canh tác đó và đẩy màng phủ ngay cái hàng mình trồng. Do vậy thì màng phủ chỉ sử dụng có 1m2 à, thì cái hình này là thể hiện là cái kiểu là đẩy màng phủ cái khổ nhỏ nè bà con đó. Thì như vậy á, thì khi mà mình đẩy cái màng phủ mà nhỏ như vậy á, thì cái đường mà dây dưa bò, bởi vì là đại đa số cái diện tích canh tác là dưa hấu đó là 2 cái liếp trồng bò giao đầu nhau, đây là cái hình là thể hiện rất là rõ đó, hai cái màng phủ, hai cái dãy mà màng phủ đó là cái gốc đó có đục lỗ, đó là cái gốc dưa, thành nó bò vô trong cái đường mà mình sẽ rảnh ngay chính giữa, đó là cây dưa nó sẽ bò tròn qua đó. Thì cái hình mà cái ruộng dưa mà đang là có trái đó, đang lớn lớn đó, ở bìa tay phải thì bà con mình thấy rõ đó, hai bên là bò chồng qua nhau. Như vậy nếu đẩy theo cái kiểu mà truyền thống thì mặt đất trần, có nghĩa là không đẩy màng phủ ở khoảng giữa rất là lớn, có nghĩa là cái mặt liếp khoảng từ 4-6 mét mà mình đẩy màng phủ 1m tới 1m2 thôi. Do vậy thì bây giờ là còn cái khoảng chính giữa đó, cái khoảng mà cái đường bò đó thì nó còn lại 2-3 mét nữa, rất là rộng. Thì nếu mà áp dụng theo cái kiểu này trong mùa nắng thì sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng côn trùng trú ngụ dưới đất đã gây thiệt hại trên thân trên lá, đặc biệt là những cái đối tượng nghiêm trọng, thí dụ như là con bọ trĩ, thì bà con mình thấy bọ trĩ là gây hại rất nhiều trong mùa nắng, rồi rầy phấn cũng nhiều, rồi các loại sâu ăn tạp chẳng hạn, thì ở dưới đất nó sẽ chui lên. Do đó thì cái kiểu này thì cũng đẩy màng phủ, cũng có áp dụng khoa học kỹ thuật, tuy nhiên thì nó cũng có hiệu quả hơn so với là không phủ, nhưng mà cái hiệu quả này cũng còn giới hạn lắm. Còn nếu như mà áp dụng trong mùa mưa, cái kiểu mà đẩy ở cái gốc thôi, thì thân lá và trái nếu mà gặp mưa thì nó sẽ bám bùn bẩn lên trên cái thân lá trái, thì do vậy là cái phần thân lá trái nó luôn luôn ẩm ướt, rất dễ bị bệnh ở trên lá, thí dụ như bệnh sương mai, bệnh cháy lá giữa thân đó. Rồi còn trái thì nó nằm ở trên mặt đất đó, hoặc là những cái chỗ mà nó lõm đó, tức là cái đất mà nó không có bằng phẳng đó, nó ứ nước đó, thì cái trái nó sẽ dễ bị bệnh, thí dụ như thang thư, thối đồng tiền. Mặt khác nữa là cỏ dại rất là nhiều đó, trong cỏ dại thì sâu bọ nó ẩn nấp. Nói chung là cái kiểu đẩy màng phủ này thì hiện nay cũng còn, tại vì bà con mình còn tiết kiệm màng phủ, chưa mạnh dạng đó, nhưng mà cái hiệu quả thì nó cũng còn giới hạn đó. Thì bà con mình suy nghĩ nếu như có điều kiện thì mình có thể là mình thay đổi, thí dụ như cái hình mà bìa bên tay phải đó đó, thì cái này cũng hơi đặc biệt đó. Thì với cái hình này thì bà con mình thấy là trồng dưa hấu là hình bên tay trái đó, là có cái gạch chéo đó, là cái hình là trồng dưa hấu theo kiểu truyền thống không đậy màng phủ và tưới là tưới bằng thùng đó. Thì cái cách sản xuất này bây giờ là không phù hợp nữa, và gần như là bà con mình cũng thấy được điều này, và cũng không còn ai áp dụng nữa hết. Ba cái hình ở phía bên tay phải thì bà con mình thấy là cũng là đậy màng phủ trên mặt liếp, nhưng mà cái kiểu đậy này là cái kiểu là cái thời mà mới bắt đầu là ứng dụng màng phủ thôi, cách nay cũng phải là 20 năm hoặc trên 20 năm đó. Thì trong cái thời kỳ đó là màng phủ là công ty chỉ có một công ty Việt Nam sản xuất thôi, và cái khổ của màng phủ thì chỉ có 1m2 à đó. 5-7 năm sau thì màng phủ lên được khổ 1 thước 4, 1 thước 6. Tuy nhiên là màng phủ
đẩy thì đẩy tới dưới mé dưới, thành ra cái bề mặt bên trên nó chỉ giữ được cái phần mà bộ rễ phát triển, chiều ngang của cái luống trồng đó thì chừng khoảng 8 tấc tới 1 mét à. Đó, thì cái khoảng mà ở giữa, tại vì khi cây dưa mình trồng á là hai cái hàng cây là ngoài bìa cho nó bò vào nhau, nó giao đầu vào nhau. Do vậy thì với cái kiểu mà áp dụng bằng phủ khổ nhỏ như thế này mà cái mặt clip á thì nó rộng, thì chừa cái mặt đất trần ở cái đường mà dây dưa bò rất là lớn. Bà con mình thấy cái hình ngoài bìa, bìa tay phải đó, thì tuy là đẩy không hết mặt clip nhưng cũng đã có cải tiến. Hình này là nông dân trồng dưa hấu ở Long An đẩy hai bên, tức là cái hàng trồng đó là đẩy bằng phủ là khổ 1 thước 6 đó, rất là rộng, để mà trồng cây dưa. Rồi nối theo cái bằng phủ mà mới đó thì lấy cái bằng phủ của vụ trước nối thêm một khúc nữa, có nghĩa là đẩy cũng phải khoảng 2 mét đó, bên phải 2 mét, bên trái 2 mét, thì còn lại đường chính giữa thì cũng khoảng 2 mét thôi đó. Thì có cải tiến, có nghĩa là cái phần đậy bằng phủ nó nhiều hơn, tuy nhiên là cũng còn cái giới hạn là cái khoảng trống ở chính giữa. Đối với cái hình này thì bà con mình thấy là đậy bằng phủ là cải tiến hiện nay đấy, nhiều nơi đã là cải tiến về cái cách đậy bằng phủ. Thí dụ như là ở Hậu Giang rất là mới, ảnh này rất là mới, thì bà con nông dân đang trồng dưa đó thì bây giờ là bằng phủ đậy kín hết rồi, đậy phủ hết trơn toàn bộ mặt clip, không có chỗ nào mình thấy mặt đất hết. Tại thành phố Cần Thơ là tiên phong cái hình ở giữa đó, thành phố Cần Thơ thì chúng tôi thì ở địa bàn của Cần Thơ, Đại học Cần Thơ, thì tôi là cái người mà nghiên cứu đưa cái bằng phủ này ở Thái Lan về Việt Nam, và cũng nghiên cứu rất là nhiều. Thì những cái nghiên cứu mà ứng dụng thực hiện ở tại đồng ruộng của người dân thì mới lan tỏa đi những cái vùng khác. Thì đậy kín hết cả bằng phủ, thành ra là thân lá dưa toàn bộ nằm trên bề mặt bằng phủ hết, do đó là hạn chế vấn đề là sâu bệnh nhiều đó. Tác dụng của cái bằng phủ mà mình đậy kín hết mặt đất đó, mình cải tiến đó, thì mùa nắng là nó giữ ẩm đất rất là tốt, hạn chế được côn trùng ở bề mặt dưới lá. Đợt non thì côn trùng thí dụ bọ trĩ, rầy phấn, rầy mềm ở trên phần non nó cũng hạn chế sâu xanh, sâu ăn tạp, nó không có chỗ nào nó lên, nó xuống đất nó trốn chân, nó cũng không leo lên được nữa. Cái hình mà ngoài bìa bên tay phải đó bà con mình thấy đó, đó thì ở những cái vùng mà ven biển thí dụ như là Vũng Tàu hay là Gò Công đó, thì đậy bằng phủ là đậy kín kín hết trơn luôn, không có một chỗ nào hở trơn hết trọi, thành ra là nó giữ cái độ ẩm ở trong đó rất là tốt. Rồi đối với mùa mưa thì khi mình đậy phủ kín hết như thế này thì thân lá của cái cây dưa là luôn luôn ở trên bề mặt bằng phủ, do đó thì nó rất là sạch đó, hạn chế được bệnh, tất cả các loại bệnh rất là hạn chế đó. Thì hiện nay vùng ven biển thí dụ như là ở Gò Công Đông nè của Tiền Giang á, huyện Ba Tri, huyện Thạnh Phú, huyện Bình Đại, Bến Tre, Bà Rịa, Vũng Tàu thì áp dụng cái kỹ thuật là phủ kín hết này là đã tăng cái hiệu quả lắm, tăng cái hiệu quả cả trong mùa nắng và cả trong mùa mưa. Tuy nhiên thì cái chi phí bằng phủ nó cao hơn nhưng mà bù lại thì thiệt hại do là sâu, do bệnh nó ít hơn, rồi cái tỷ lệ trái thương phẩm được cao hơn, độ đồng đều rất là cao, thành ra là bà con mình ngày càng áp dụng nhiều hơn. Thì tôi cũng xin giới thiệu để chia sẻ cùng bà con những cái kinh nghiệm mà các nơi người ta đã đi đầu trong cái chuyện là áp dụng bằng phủ cải tiến. Bởi vì hiện nay thì công ty đã sản xuất cái bằng phủ khổ nó rộng rồi đó, khổ bằng phủ tới bây giờ là có bằng phủ khổ rộng tới 2 mét rồi, thành ra cái chuyện mà bà con áp dụng nó dễ dàng. Thì bà con thì đã áp dụng rồi thì chắc cũng đã biết nhiều về cái tác dụng của bằng phủ. Thì ở đây thì tôi cũng xin có điều kiện để chia sẻ thêm cùng bà con để bà con mình thấy được, để hiểu được vì sao mà bằng phủ là trên dưa hấu là gần như là 100% bà con sử dụng, và nhiều loại cây trồng khác ngày càng được áp dụng nhiều hơn. Và ở Việt Nam bây giờ thì có vài chục công ty sản xuất bằng phủ, và thậm chí là tiêu thụ trong nước và xuất đi một số nước nữa.
vì sao mà nó mang lại cái hiệu quả mà bà con mình công nhận. Thì xin nói về ưu điểm của cái màng phủ.